Súng bộ binh trang bị trong quân đội Việt Nam. Súng bộ binh là gì? Súng bộ binh là những loại vũ khí có sức sát thương cao sử dụng cho lính bộ binh. Đặc điểm, có thể là vũ khí cá nhân hoặc tổ đội, được sản xuất với số lượng lớn. Súng bộ binh trang bị cho quân đội Việt Nam hiện nay. Súng bộ binh bao gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn tỉa, súng phóng lựu. Súng ngắn. Súng ngắn là một súng cầm tay có thể được giữ và sử dụng bằng một tay. Hai loại súng ngắn phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là súng ngắn ổ quay và súng ngắn bán tự động semi-auto. Trong những ngày trước khi sản xuất hàng loạt, súng ngắn thường được coi là một biểu tượng của chức vụ, giống như một thanh kiếm. Vì chúng có tiện ích hạn chế và đắt hơn súng dài trong thời đại đó, súng ngắn chỉ được rất ít người có đủ khả năng mua chúng, mang theo bên người. Tuy nhiên, vào năm 1836, Samuel Colt đã cấp bằng sáng chế cho Colt Patterson, khẩu súng lục ổ quay được sản xuất hàng loạt thực tế đầu tiên. Nó có khả năng bắn 5 phát liên tiếp và rất nhanh trở thành vũ khí phòng thủ phổ biến, làm nảy sinh câu nói, Chúa tạo ra con người, nhưng Colt đã khiến họ ngang nhau. Ngày nay, ở hầu hết thế giới, súng ngắn thường được coi là vũ khí tự vệ được sử dụng chủ yếu bởi cảnh sát và sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, súng ngắn cũng được phổ biến rộng rãi cho dân thường và thường được mang theo để tự vệ. Các loại súng ngắn phổ biến: thể thao 33, K67, TM, Stettin APS Liên Xô, Tai 54, K54, Tai 59, K59 Trung Quốc, Walther PP Đức, CZ52, CZ83 Tiệp Khắc, CZ75 Cộng Hòa Séc, M1911A1 Hoa Kỳ, Jericho 941 Israel, K14 Việt Nam. Súng trường. Theo Wikipedia, súng trường có tên tiếng Anh, Tripper là một loại súng cá nhân gọn nhẹ với nòng súng được chuốt rãnh xoắn, có bán súng và ốp lót tay hoàn chỉnh để phục vụ mục đích bắn điểm xạ. Rãnh xoắn này trong nòng súng được gọi là thương tuyến. Khi bắn, viên đạn ép chặt vào thành nòng và miết vào thương tuyến này, biến dạng đồng thời tự xoay quanh trục nòng súng để tạo ra đường đạn ngoài sau khi bắn. Viên đạn sau khi thoát ra khỏi nòng sẽ xoáy mạnh trong không khí và tạo ra hiệu ứng khí động học giúp súng trường tầm bắn xa hơn hẳn so với các loại súng cổ như súng kíp hay súng hỏa mai. Từ Tripper trong tiếng Anh cũng có nghĩa là rãnh xoắn, và một khẩu súng trường cũng được gọi là A Tripper Gun. Súng trường là hỏa khí cá nhân cơ bản của mỗi người lính trên chiến trường hiện đại, chúng cũng góp phần chính yếu tạo nên màn hỏa lực của đơn vị bộ binh trên chiến trường. Hiện tại đa số quân đội các nước trên thế giới đều sử dụng súng trường như là vũ khí căn bản nhất trong bộ binh. Ngoài ra, súng trường còn được sử dụng trong các mục đích khác như hành pháp, săn bắn hay thể thao. Phân chia súng trường có các loại như sau: AK-47, AKS, AKM, AKMS, CKC, Liên Xô, Việt Nam, AK-103, AK-74, APS, Mosin Nagan, K-44, Tai-56, AMD-65, KBGVZ, 1960, VZ-58, Galil Acer, Tavor TAR-21, AG-15, M-61, CAG-15, FNFNC, M-18, STV-215, 380. Súng tiểu liên. Súng tiểu liên là loại vũ khí cá nhân tầm gần, thuộc họ súng máy, cũng thuộc họ súng tự động tùy theo phân loại của các quốc gia. Tiểu liên có thể có tầm bắn lý thuyết lên đến 1.000m AK-47, M-16 nhưng cự ly sát thương có hiệu quả thường không quá 400m, có loại chỉ 100m, M-3, cỡ nòng từ 5,56mm M-16 đến 12mm M-3. Phổ biến nhất là hai cỡ nòng 5,56mm tiêu chuẩn NATO và 7,62mm tiêu chuẩn khối Warsawa. Do cấu tạo trích khí gián tiếp hoặc trực tiếp để lùi khóa nòng phối hợp với lò xo đẩy đạn, lò xo hồi khóa nòng để nạp đạn tự động, tiểu liên có thể bắn từng phát hoặc bắn liên tục. Tốc độ bắn trong thử nghiệm súng có thể đạt 600 phát một phút. Tốc độ bắn trong thực tế chiến đấu khoảng 100 phát một phút. Hộp tiếp đạn có thể chứa từ 20 đến 40 viên. Một số loại tiểu liên cỡ lớn AK-47 có thể lắp lưỡi lê để có thể giáp lá cà. Trong chiến đấu, tiểu liên tạo mật độ hỏa lực cao khi tấn công bằng cách bắn rải, bắn quét. Trong phòng ngự,
Tiểu Liên phát huy độ chính xác khá cao khi bắn điểm xạ 2 đến 3 phát liên tục. Phân chia súng Tiểu Liên có các loại phổ biến như sau: Kosher 41, TPS 43, K50M, Fuji, TM 63, Megapixel 5A3, Megapixel 5K, Copian VZ 61. Súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa còn gọi là súng ngắm là một loại súng trường chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác. Nó được sử dụng trong rất nhiều mục đích khác nhau nhưng thường là trong lĩnh vực quân sự hay thi hành công vụ. Nó được chế tạo với độ chính xác cao và thường được hỗ trợ bằng cách gắn các loại ống ngắm khác nhau. Hiện tại súng bắn tỉa là thuật ngữ thường dùng để chỉ những khẩu súng trường có độ chính xác cao và được gắn thêm một ống ngắm. Bắn tỉa có vai trò khá cao trong lĩnh vực quân sự từ thế kỷ 18, nhưng những khẩu súng bắn tỉa thật sự chỉ mới được phát triển trong thời gian gần đây. Với các tiến bộ trong công nghệ như chế tạo các ống ngắm khác nhau và gia công một cách chính xác để tăng độ chuẩn xác khi bắn, đã giúp cho những binh lính được huấn luyện đặc biệt trong việc sử dụng các loại súng trường có thể bắn những phát đạn chuẩn xác hơn bất kỳ loại súng bình thường nào sử dụng trong quân đội. Súng bắn tỉa có nền là các loại súng trường xưa với việc sử dụng khóa nòng trượt nhưng được lắp thêm một ống ngắm để trở thành súng bắn tỉa. Một số loại súng bắn tỉa phổ biến được trang bị: SVG, Mosin Nagant, súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm Việt Nam, ORSIST 5000, IVWI Galax, TSG 1, TSL. Súng máy Berserker, NSP, súng máy hạng nặng 12,7mm. KPV, súng máy hạng nặng 14,5mm. PK, PKM, súng máy đa chức năng 7.62mm. RPG, RPK, súng máy cá nhân 7,62mm. RPK 74, súng máy cá nhân 5.45mm. K67, súng máy đa chức năng 7.62mm, hay gọi cáp đại liên K67, Trung Quốc. FN Mini-Mi, súng máy cá nhân 5,56mm. M2HB, súng máy hạng nặng 12,7mm. M60, súng máy đa chức năng 7.62mm. IMINE, súng máy cá nhân 5,56mm, trang bị cho hải quân đánh bộ. Súng chống tăng, phóng lựu. RPG 7, súng chống tăng B41. RPG 2, súng chống tăng B40, trang bị cho dân quân, lưu trữ. M72, RPG 29, súng chống tăng. AGS 17, súng phóng lựu tự động. Dược phẩm 64, súng phóng lựu chống mục tiêu ngầm, trang bị trên tàu tuần tra cao tốc Mirai nhằm chống tàu ngầm và người nhái. M79, súng phóng lựu chống bộ binh. M203, súng phóng lựu được lắp trên súng trường tấn công và súng carbine. Luger MGL, súng phóng lựu ổ quay 6 viên, được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo theo mẫu của Nam Phi. MATAGOR, súng chống tăng vác vai 90mm, trang bị cho hải quân đánh bộ. Súng khác: Megapixel 133, khách sạn 23, súng Sovun. LPO 50, súng phun lửa. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.